Xin kính chào quý vị và các bạn. Theo Trung tâm Dự báo Khai thác Hải sản, trong tháng 7, khu vực từ Cà Mau đến Kiên Giang sẽ là nơi mà có thể khai thác nghề vây đạt năng suất cao trên 1.000 kg một mẻ, tương ứng với những ô màu đỏ trên bản đồ như thế này. Tuy ở đây thì trời có nắng, gió không quá mạnh, chỉ khoảng cấp 3, cấp 4, thế nhưng mà trời lại có mưa rông, đi kèm với lốc xoáy cũng như là gió giật mạnh nhưng khu vực cho năng suất trung bình được phân bố giải rác ở các vùng biển khác trên cả nước. Như tại khu vực vịnh Bắc Bộ thì quý vị cũng cần đề phòng với mưa rông, đi kèm gió giật cũng như là lốc xoáy. Tầm nhìn xa hạn chế còn từ 4 đến 10 km và độ cao sóng từ 1 cho đến 2 m. Cảnh báo mưa rông lốc xoáy và gió giật mạnh cũng được đưa ra cho khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm hai huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Trong mưa rông thì quý vị cần đề phòng với gió cấp 3, cấp 5 và tầm nhìn xa hạn chế từ 4 đến 10 km. Riêng tại khu vực phía tây của Nam Biển Đông, gió cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, độ cao sóng từ 1 cho đến 3 mét biển động. Trên đất liền Trung Bộ, chiều tối nay thì khu vực từ Quảng Trị xuống đến Bình Thuận cần đề phòng với mưa rông. Cục bộ có điểm mưa vừa mưa to với lượng mưa là từ 20 đến 50 mm và thậm chí có những điểm mưa vượt 80 mm. Đợt mưa này khả năng sẽ kéo dài đến ngày 13 tháng 7. Quý vị cần đề phòng với lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh, cũng như là các hiện tượng ngập úng ở vùng trũng thấp, sạt lở đất, lũ quét tại khu vực vùng núi. Có mưa nên nhiệt độ cao nhất tại các thành phố từ Thanh Hóa đến Phan Thiết sẽ phổ biến trong khoảng từ 31 đến 34 độ. Riêng tại Huế và Đà Nẵng, nắng nóng 35 đến 36 độ. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Chúng tôi sẽ liên tục mang đến những thông tin thời tiết mới nhất trong các bản tin thời sự tiếp theo.